Sự thật đằng sau hình ảnh bà Tân Vlog cầm nón ra đường ngồi xin ăn. Bà Tân Vlog vốn là cái tên từng là mưa làm gió, một thời trên YouTube cùng trend siêu to khổng lồ. Tất cả những món ăn được bà Tân chế biến đều làm với suất lớn, kích thước khổng lồ hơn so với bình thường. Hiện tại trong thời người người, nhà nhà làm YouTuber, người phụ nữ Bắc Giang ấy đã không giữ được phong độ như xưa của mình mà dần đi xuống. Mới đây trên mạng bất ngờ xuất hiện hình ảnh bà Tân ăn mặc rách rưới, mặt mũi lem luốc đang ngồi ở đầu ngõ. Trên tay bà Tân còn cầm một chiếc nón rách để đi ăn xin, mong sự giúp đỡ của nhiều người. Khi những hình ảnh này xuất hiện trên mạng, nhiều người cho rằng bà Tân đã hết thời, không có tiền nên buộc phải ngồi ngoài đường để xin tiền. Thế nhưng trên thực tế, đây chỉ là màn thử lòng của bà Tân dành cho cậu con trai. Cụ thể, bà Tân tiết lộ, cậu con trai nhiều lần trêu chọc mẹ nên đã nảy ra ý định trả đũa. Nữ YouTuber đã bàn kế hoạch cùng với cô con gái nuôi để lên kế hoạch bài bản để con trai cảm thấy tin tưởng hơn. Bà Tân còn cẩn thận trang điểm mặt lấm lem để vào vai cho tròn. Sau khi bà đi ra đầu ngõ, ngồi cùng với chiếc nón lá và giao nhiệm vụ báo tin mẹ đi ăn xin với cậu con trai Hưng Vlog. Ngay khi nghe tin mẹ mình đi ăn xin, cậu con trai của bà Tân đã hoảng hốt chạy đến hỏi lý do. Bà Tân cho biết mình đánh rơi tiền nên giờ vỡ nợ 3 tỷ đồng, buộc phải đi ăn xin. Thấy mẹ như vậy, Hưng Vlog hết lời khuyên nhủ mẹ mau về nhà. Anh nói, mẹ làm gì vậy, sao mẹ đi ăn xin á? Mẹ đi ăn xin như này, muối mặt con. YouTuber nổi tiếng mà sao đi ăn xin như thế này, mẹ làm như này, làm sao bọn con ngóc đầu lên được. Dù con hết lời kêu về nhà, bà Tân vẫn một mực không nghe, cho đến khi cậu con trai hứa sẽ đưa tiền cho mẹ để trả nợ. Ngay sau đó khi thấy Hưng Vlog cầm sắp tiền 50 triệu đồng đi ra, bà Tân liền xả vai, rồi cầm gậy đuổi con trai và cho anh biết đó chỉ là để thử lòng, cũng như xem anh có giấu quỷ đen nào không. Trên thực tế, tất cả những hình ảnh bà Tân đi ăn xin hay câu chuyện thử lòng con trai chỉ là diễn xuất. Dưới phần bình luận, nhiều người cũng khen khả năng diễn của bà và cho rằng bà đã có hướng đi mới trong việc phát triển YouTube của mình, không còn đơn giản là các món ăn siêu to khổng lồ như trước. Hiện tại, dù vẫn làm YouTuber, vẫn đăng tải các món ăn, nhưng lượt tương tác cũng như số người xem kênh bà Tân giảm sút đáng kể. Tuy vậy, với số tiền tích góp được trong thời điểm nổi tiếng, chắc chắn bà Tân sẽ không thiếu thốn đến mức phải đi ăn xin. Cuộc sống của bà Tân hiện tại đã đủ đầy hơn rất nhiều, có một căn nhà khang trang, rộng rãi và thường xuyên được con trai đưa đi du lịch.